tần lập lại một lần nữa vào trong cơ thể của vợ Thanh Âm, phát hiện linh hồn của Thanh Âm liên kết với một người con gái khác ở trong cơ thể. Nếu không mau chóng phá giải phong ấn, Thanh Âm e là sẽ chết. Và lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng của Tử Đàn, "Chị, anh rể, hai người ở đâu?" Sau đó hai người rời khỏi không gian nhẫn, trong nhà ăn, Tử Đàn đang bận trước bận sau, Thanh Âm nhìn chồng tần lập nói, "Chồng, mau ăn thử, đây đều là Tử Đàn vì cảm ơn anh cứu nó." Đích thân xuống bếp làm cho anh đó. Tần lập hân phấn trả tay nói, phải không, vậy anh nhất định phải ăn thử. Từ đàn mặt đầy kiêu ngạo biện hộ, mới, mới không phải, chỉ là đúng lúc có hứng thú với nấu ăn, tiện thể làm cho hai người thử thôi, trong lòng lại đầy nghi hoặc. Lúc nãy mình rõ ràng tìm khắp biệt thự cũng không tìm thấy hai người, lúc này sao lại xuất quỷ nhập thần xuất hiện rồi, thanh âm ở bên cạnh đưa tay sờ đầu của tử đàn. Được rồi, vất vả cho đầu bếp nhỏ của chúng ta rồi, chị và anh rể em nhất định sẽ ăn hết thanh âm gấp ngẫu nhiên một miếng khen, không tệ, điểm tâm sô cô la này trông có vẻ rất ngon. Từ đàn vừa nghe xong mặt đầy khó xử, giải thích nói, đó đó là bánh bao nhỏ, tần lập ở bên cũng nhẫn nhịn mở miệng, mùi vị của sườn xào chua ngọt này cũng khá ngon. Lửa vừa phải, từ đàn gáp một miếng sườn xào chua ngọt, nhưng vừa bỏ vào trong miệng, một mùi chua phút chốc kích thích vị giác của từ đàn. Hại cô mau chóng khạc ra, từ đàn mặt đầy nghi hoặc nhìn tần lập, cái này, chua như vậy, có thật là ngon vậy không? Tần Lập vừa ăn cơm một cách ngon lành, vừa mở miệng nói, anh chính là thích ăn chua. Nghe lời Tần Lập nói, Tử Đàn vội xoay mặt qua e thẹn, nhỏ giọng lẩm bẩm, anh thích là được. Tử Đàn ôm lấy cánh tay của Thanh Âm nói, đúng rồi chị, mấy nay em ở trong nhà chán quá, muốn ra ngoài đi dạo, hay chị đi dạo phố với em đi. Thanh Âm mặt khó xử, Chứ chị còn phải đi chăm sóc ba mẹ, hay em bảo anh rể đi cùng em đi. Thấy Thanh Âm đồng ý, Tử đàn vô cùng vui vẻ, ông lấy thanh âm nói, yê, chị vạn tuế, sau khi ăn trưa xong, tử đàn dẫn theo tần lập đến trung tâm mua sắm, túi lớn túi nhỏ mua rất nhiều đồ, tử đàn vừa thôi thức tần lập mau đi theo, vừa chạy nhanh vào một cửa hàng bán đồng hồ, sau khi vào cửa hàng tử đàn bắt đầu xem trên kệ, nhân viên bán hàng xinh đẹp ở bên cạnh cũng vội mở miệng nói, vị tiểu thư này, mấy mẫu đồng hồ này là sản phẩm trấn tiệm trong cửa hàng chúng tôi, cô mua để tặng người sao, tử đàn gật đầu sau đó chỉ một cái đồng hồ nói, làm ơn lấy cái này ra cho tôi xem thử. Chị gái bán hàng nhiệt tình giới thiệu, ai ia, ánh mắt của cô tốt quá. Mẫu này là 12 viên kim cương độc lập cộng thêm mắt kính đá quý hiếm, đồng thời có 7 chức năng tính giờ, được thợ nổi tiếng làm ra, bây giờ chỉ cần 26 vạn. Và lại lớn nhỏ và độ rộng của kiểu này đều rất thích hợp với bạn trai cô. Nghe lời nói của nhân viên bán hàng, từ đàn thẹt đỏ mặt anh ấy, là anh rể của tôi. Nhân viên bán hàng cười khó xử nói, Ngại quá ngại quá, không sao không sao, lấy kiểu này đi, phiền cô đi gói lại giúp tôi đi, vừa nói vừa đưa thẻ tín dụng ra. Nhân viên bán hàng cười vui vẻ, ha ha ha, nhận lấy thẻ tín dụng cười nói, dạ được, tôi đi làm giúp cô ngay, đồng thời nâng cấp thành khách VIP của cửa hàng. Nhân viên bán hàng mang máy quẹt thẻ đến trước mặt Tử Đàn, chào cô, phiền cô bấm mật khẩu. Nhìn giao dịch sắp hoàn tất, không ngờ máy quẹt thẻ bỗng nhiên truyền ra tiếng nhắc nhở, số dư không đủ, Tử Đàn mặt đầy khó xử nói: ngại quá, chắc là lúc này mua sắm quẹt hết tấm này rồi. Nghe lời này, nhân viên bán hàng lúc nãy còn tươi cười lập tức đổi một bộ mặt. Chỉ thấy nhân viên bán hàng vỗ mạnh lên bàn, giận dữ nói, nhìn bộ dạng cô còn là một sinh viên phải không? Nếu rảnh rỗi quá, làm ở về học hành đi, không có tiền thì đừng đến tiêu khiển chúng tôi. Ngày thường chúng tôi cũng rất bận, nghe lời chỉ trích của nhân viên bán hàng, từ đàn vốn khó xử, sắc mặt càng khó coi hơn, cuối đầu không dám gặp, chỉ nghe bốp một tiếng. Tân Lập ở bên cạnh đập mạnh hai miếng vàng lên bàn, lạnh giọng nói, hừ, ai nói chúng tôi không có tiền, lòng nghĩ không ngờ những chữ vật mang theo còn khá tiện, nhìn thỏi vàng lấp lánh. Nhân viên bán hàng biến mặt kinh ngạc, đồng nghiệp ở bên cạnh vội giải thích, ông, tiểu thư, lúc nãy đều là hiểu lầm, đồng nghiệp này của tôi mới đến, nghiệp vụ còn chưa quen lắm, lúc nãy thái độ không tốt với ngài, tôi xin lỗi ngài, để bày tỏ sự xin lỗi, cái đồng hồ này giảm giá cho cô vậy, được rồi vậy phiền cô tử đàn xoay đầu. Nhìn tần lập, anh rể, tiền này, anh mượn trước, còn chưa chờ tử đàn nói hết. Chỉ thấy tần lập nhanh chóng xông lên trước, trong miệng hô to, cẩn thận. Chỉ thấy nhân viên bán hàng lúc nãy còn xin lỗi, lấy cây dao ngắn mang theo bên mình ra, soạt một tiếng chém ngang về phía tôi. May mà tần lập phản ứng nhanh, kéo tử đàn vào trong lòng. Tránh khỏi tấn công của đao ngắn, sau khi tập kích thất bại, đứa sát thủ cười lạnh, vốn tính bắt em vợ ngươi uy hiếp ngươi, không ngờ lại để ngươi cướp đi trước. Nhưng cho dù lần này ta thất thủ, những người khác bên cạnh ngươi, ngươi cũng có thể lo đến sao?" Tần Lập nghe lời của nữ sát thủ, bỗng nhiên hiểu ra, ngươi là người của Thanh Đường, người đàn bà vác dao chỉ Tần Lập, đúng vậy. Sau đó chỉ nghe ực một tiếng nuốt nước miếng, nữ sát thủ nuốt thuốc độc trong miệng xuống, phu chốc kinh mạch trên mặt nữ sát thủ đều hiện ra, cô ta cười nói, "Tuy hôm nay ta hành thích thất bại, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, ngươi chờ sự báo thù vô tận của Thanh Đường đi." Nữ sát thủ cười ha 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 thiếu đường chủ, tôi xuống ở cùng người đây. Nói xong nữ sát thủ vô lực ngã xuống đất, tần lập ngồi sỏng xuống, nhìn hình xâm trên cánh tay của nữ sát thủ. Lòng thầm nghĩ thanh đường này rốt cuộc là tổ chức gì, thủ đoạn lại tàn nhẫn như vậy. Sau đó tần lập báo cảnh sát, cảnh sát rất nhanh đã đến xử lý thi thể của nữ sát thủ trên đường về nhà. Từ đàn thấp thỏng theo sau tần lập, lòng thầm nghĩ mình phải mở miệng nói với anh ấy thế nào đây, mà lúc này trong lòng tần lập cũng rất yêu sầu, cũng không biết mình làm vậy, cô ấy có đồng ý không vào lúc này hai người bỗng nhiên dừng bước ăn ý mở miệng nói em có chuyện muốn nói với anh tần lập nhìn tử đàn vậy em nói trước đi tử đàn ấp a ấp ống nói anh rể thật ra tôi nhìn gương mặt đỏ bừng của tử đàn tần lập quan tâm hỏi tử đàn em không khỏe sao tử đàn vội cúi đầu không phải thật ra em em thích trong lòng tử đàn vùng vẫy anh ấy chẳng phải là anh rể mình sao sao cảm giác lời đến bên miệng lại không nói ra được thật là kỳ lạ quá đi rõ ràng lúc trước mình ghét anh ấy như vậy nhưng nhưng anh ấy là anh gì mình tôi không thể nhìn tử đàn mặt do dự tần lập hỏi nghĩ gì vậy ấp a ấp úng đây không giống tính cách của em tử đàn khó xử vội xoay đầu qua một bên không không có gì chẳng phải anh có lời muốn nói với em sao tần lập nhàn nhạt mở miệng là vậy anh muốn đưa em đến mỹ quốc học nghe lời của tần lập tử đàn mặt đầy kinh ngạc cái gì anh muốn đưa em ra mỹ quốc học tần lập giải thích nói người hại em thực lực quá đông thủ đoạn tàn độc theo tình hình bây giờ anh chắc không lo được hết mỗi người ở bên cạnh cho nên chỉ có thể đưa em ra nước ngoài học trước tử đàn mở miệng hỏi vậy ba mẹ thì sao anh sẽ để ba mẹ mau chóng hồi phục đến lúc đó cũng sẽ sắp xếp họ ra nước ngoài đến mễ quốc cùng em tần lập nhìn tử đàn đầy do dự nói tiếp bây giờ nơi này không còn an toàn nữa ra nước ngoài lánh tạm là cách tốt nhất hiện tại lát sau tử đàn mới miễn cưỡng đồng ý Thôi được, Tử Đàn lại hỏi, vậy chị em phải làm sao? Thanh âm có chuyện cô ấy cần làm, và lại cô ấy là vợ anh, anh sẽ cố hết sức bảo vệ cô ấy, an toàn của cô ấy, em có thể yên tâm, nghe lời của Tần Lập, trong lòng Tử Đàn đầy bi thương, sở tử đàn mình thật đáng thương, số mệnh thật biết trêu người, nhẫn nhịn nói, phải không? Vậy thì tốt quá rồi.